khi mà em tán tỉnh một bạn nữ nào đấy thì cái mong muốn trước hết của em là mình chinh phục được người ta. Thì cái vấn đề là sau khi mà mình chinh phục được rồi thì cảm xúc của mình đi xuống. Đấy là cái vấn đề. Đấy là cái vấn đề của em. Nên là mình khi mà mình vẫn kết đôi với cả bạn ấy, nhưng mà mình cảm thấy là cũng có tình cảm với nhau, nhưng mà cái mục tiêu lớn hơn của mình, phần cảm xúc là chinh phục người khác, mình đã đạt được rồi. Nên là mình không có nhu cầu lắm về cái việc là mình muốn thỏa mãn một cái nhu cầu về thể xác, nhu cầu gì đấy nữa. Tại vì cái kết nối lớn quá. Và lý do gì dẫn đến vụ chia tay? Thì đôi cũng là kiểu cảm xúc với chị. Thời điểm mà em chia tay thì đời đấy Long còn trẻ, Long cảm thấy là ở chinh phục rồi chắc là đấy đúng không? Thì sẽ muốn, có thể là đời đấy là muốn chơi, muốn quen một bạn khác chẳng hạn. Với cả có một cái yếu tố nữa, đấy là bọn em thì là trong cùng khi đấy cùng nhóm nhảy mà Long thì lại có một cái quy định đưa ra, đấy là không được yêu cùng nhóm. Mà ông lại là trưởng nhóm phải phá luôn. Xong rồi thấy cái việc không nên, thế là hai đứa mới chia tay với nhau, nhưng mà vẫn gặp nhau hàng ngày và vẫn đi nhảy. Gặp nhau sau khi chia tay có cảm thấy khó chịu. Tại vì chia tay xong thì em không quen ai cả, bởi vì em không có nhu cầu. Ông này quen phái cô luôn. Quen đi trước mặt em không? Có, trước mặt em không có, nhưng mà em biết là có. Trong khoảng thời gian 9 tháng chia tay đúng không? Thì là em có gọi là hẹn hò với một vài cô gái khác. Nhưng có cô nào khiến cho em có cái cảm giác như là em đã có với bom không? Tức là cảm giác mình chinh phục được cái tiêu mình đưa ra. Cái cảm giác mà giống với bom thì không có. Nhưng mà cảm giác mà chinh phục được thì có. Tức là nếu mà em ra phân biệt với như kiểu là dễ hay khó nhá. Thì là với bom ấy, thì là cái chinh phục xong ấy, thì là mình cảm thấy là mình nói chung cũng là kiểu tốn nhiều công sức, nhưng mà mình lại còn được đáp lại nhiều nữa. Còn với những bạn nữ về sau đấy thì thực nói thật ra là kiểu khi mà mình chinh phục mà mình cảm thấy nó hơi dễ dàng dễ quá thì mình cảm thấy nó cũng đấy, thế là không được rồi. Đấy là ý của chị đấy, tức là không bằng đâu đúng không? Suốt 9 tháng đấy chia tay rồi vẫn cứ phải xin chào quý vị và khán giả quay trở lại với chương trình Vì sao mình cưới. Mình tên là CJ và đây là bọn mình. Như CJ luôn luôn hứa hẹn với khán giả là chúng ta sẽ luôn luôn mời những cặp đôi vô cùng thú vị, vô cùng tuyệt vời. Và để không để khán giả phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin giới thiệu cặp đôi vô cùng tuyệt vời này. Xin giới thiệu. Em cảm ơn anh Tý Dây cũng như chị Obi và chào anh chị cũng như khán giả đang xem chương trình Vì sao mình cưới. Em là Bom, còn đây là có thể gọi là Thụng. Gọi là Long cũng được. Và đây là đến từ gia đình Thụng Long Family. Mình tên là Long, tên thật của mình là Long Trần Túc Long. Và mọi người có thể gọi mình là Thụng cũng được, phải Long cũng được. Mình sinh năm 1993. Và mình tên là Nga và mọi người hay gọi là Bom. Nếu mà đi ngoài đường mà anh chị gặp em và gọi là Bom thì em quay lại cho Nga là em quá quen là việc được gọi là Bom rồi. Thì em sinh năm 93, khoảng tuổi Hà Long ạ. Cho chị hỏi tại sao lại là Thủng Long mà không phải là Khủng Long? Anh trả lời. Nhưng mà hai anh chị nghe cái từ Thủng Long hay chị cảm thấy là Thủng Long nghe cái này nghe kêu hơn đúng không? Thủng Long, Thủng Long. Anh Thủng Long ơi. Tại vì ngày xưa là bọn em có hoạt động nhóm nhảy với nhau. Thì tại vì em là trưởng nhóm và tên em lại là Long nữa. Nên là các bạn cũng có thời điểm gọi mình một tên là Khủng Long như bình thường thôi. Nhưng mà vấn đề là em lại không biết điều đó, vì nó là xuất hiện trong cái group chat inbox kín ấy. Thì những cái đấy mình không bao giờ mình nhìn thấy biệt danh của mình. Rồi, ok. Và mọi người đặt một trong một cái thời điểm là mọi người cắp lại màn hình thì em mới bất ngờ là tại sao mọi người gọi mình là Khủng Long. Mà tính của mình rất là cợt nhả mà không được serious như thế. Ok. Thế là em mới nói cho mọi người bảo không, mình không thể là Khủng Long được. Thế là mình phải mà ok Long thì đúng ấy, nhưng mà nó phải sai một tí. Nó phải không đúng một tí. Ok. Thế là em đổi Khủng Long làm sao cho mọi người vẫn nhớ thế nhỉ? Thổng. tức là cái kết luận của nó đi là Khủng Long là phiên bản lỗi. Như vậy. Thế còn em tại sao người ta lại gọi em là Bom? Vì hồi đấy thì mọi người anh gọi đấy là Bơm. Vui vui thôi. Thế xong rồi lúc mà em đi dạy ở Cali, đi dạy ở câu lạc bộ phim hình ấy chị, thì bên họ bảo là phải dùng tên tiếng Anh. Mà em tìm mãi không biết cái tên tiếng Anh nào hay cả, nên bỏ giấu em luôn. Nghe hợp lý nhở? Hợp lý thật. Đầu tiên là CJ muốn hỏi câu duyên gì là khiến hai người gặp nhau?
là đi nhảy đấy ạ. Ngay sau em và dancer, em ở một nhóm khác thì Long ở một nhóm khác, hai nhóm có một dự án chung. Thì là Long mới đến để đến lần gì anh thì lúc đấy mình qua qua mình nghĩ là mình chào hỏi nhau và giao lưu với nhau, thì lúc đấy là lần đầu tiên em gặp em gặp nhau. Wow, ấn tượng không? Hay quá, hay quá. Nói chung là đây là một cặp đôi của những cái gì đó nó không đúng cho lắm. Thì hôm đấy thì Long đến nhảy, nhưng mà sau cái lúc tập xong thì bọn mình bảo ngồi với nhau, ngồi vòng tròn để bắt đầu làm quen với nhau. Thì em không biết Long là ai cả, em đến và em ngồi thôi. Nhưng mà vô tình em ngồi cạnh bàn này, thì em ngã hơi đổ nhẹ người Long, thì Long đẩy người ta. Bạn lại đúng như thế đấy ạ. Vâng, em cảm thấy bạn này kiểu bị bạo lực quá ấy chứ, bạo lực và hơi không duyên này. Hơi kiểu gọi là không có gì nhẹ nhàng với thái nữa. Em cảm thấy là em tránh xa luôn, em không ngồi cạnh nữa. Thế là kể đến đoạn đấy thôi thì mọi người lại tưởng là kiểu em hãm. Nhưng không phải thế đâu, tức là lúc đấy là cái mục đích của em là kiểu em phản ứng trêu lại. Chứ không phải là kiểu mình ghét khó chịu gì với người ta. Kiểu như là kiểu vô duyên. Nàng nữ thú bất thân kiểu đấy. Tuy nhiên một ngã có bao nhiêu chỗ để mà ngã thì ngã đúng rồi người mình. Nhưng kiểu mình trêu như thế, nhưng mà ai ngờ đâu bà này serious quá, nghiêm túc quá nên về sau bảo ghét thật. Sau bao nhiêu lâu hai người mới bắt đầu có cơ hội để mà nói chuyện với nhau nữa hơn, để mà có ấn tượng và thay đổi ấn tượng đấy? Cũng phải khá hơn một tháng ấy nhỉ. Bọn em tập nhảy với nhau nhiều thì lúc đấy em cũng không nói chuyện lâu này. Xong rồi dần dần bắt chuyện, bởi vì là khi mà tập nhảy với nhau ấy thì phải chỉnh động tác với nhau. Chính xác. Đó. Thì ông này đứng lớp, Long đứng lớp thì những động tác của em sai thì Long phải chỉnh cho em. Thế sau dần dần nói qua nói lại thì mình đỡ ghét hơn một tí. Đỡ ghét? Vâng, đỡ ghét hơn một tí. Cảm thấy chắc là đợt đấy mình cảm nghĩ quá. Vậy nhưng mà đấy là từ phía em. Vâng. Từ ban đầu là em đã thì ghét rồi. Đúng rồi. Còn từ phía Long thì sao? Em lại không hề có cái cảm nhận như thế. Tại vì em nghĩ là cái lúc đấy là mình trêu thế thôi. Nên là có thể là ok bạn ấy cảm thấy khó chịu lúc đấy, mình nghĩ là thì mình trêu mà, nên đương nhiên là người ta phải khó chịu chứ. Mình trêu là để người ta khó chịu mà. nên là như cái buổi tiếp theo gặp thì đúng như kiểu Quang bảo là bọn em là tập nhảy với nhau và chỉnh động tác, thì em coi Bom như kiểu là một bạn bình thường và mình chỉ như bình thường thôi. Chứ mình không hề có cái ý nghĩ là gì bạn gì đang khó chịu với mình gì cả. Tại vì với em thì nó là một cái gì rất là bình thường, tự nhiên. Rất là tự nhiên. Sau bao lâu thì hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm và đến với nhau? Cũng lâu lâu ạ. Đợt bọn em tập nhảy thì em cho một cái bạn đến mượn điện thoại, một bạn khác điện thoại, và lúc em về em mới quên mất là em không đến ạ. Đó là em sực nhớ ra thì em bảo tôi hết rồi, quả này là mất điện thoại rồi. Thế em cũng không nhớ số ai cả. Thế anh đi cùng em thì chỉ có một số Long thôi. Đó thì em bảo là anh ấy gọi cho Long để em xin gặp cái bạn mượn điện thoại của em. Thì Long mới cầm máy lên Long nghe, thì em bảo Long ơi cho tớ gặp cái bạn này, bạn A bạn B. Thì Long bảo chứ không. Em bảo là ôi này mất điện thoại bây giờ cho gặp đi. Không. Sao em bảo chứ thế bây giờ mày làm nào? Long bảo là cậu nói đi, cậu yêu tớ không? Long chỉ đùa thôi. Xong em bảo là ông bây giờ thôi à, bây giờ người ta Long vội mà ông cứ trêu thế. Long bảo là chứ không biết, trả lời đi xong nói. Xong rồi em bảo chứ, em bảo là không trả lời. Long bảo là phải trả lời. Xong em mới trêu lại là có. Xong Long mới cười phá. Long bảo là thật không? Em bảo thật. Thế xong rồi em cũng nghĩ chỉ là một câu trêu nhau thôi. Thế đêm về Long mới biết một cái status là hôm nay được bạn ý tỏ tình. Các bạn nhóm nhảy nào, nên là các mọi người từ đấy là trêu em, trêu bọn em, xong rồi từ giải thật đấy. Tại vì cái vấn đề lúc ấy không phải tự nhiên mà em nói chuyện riêng với cả Bom, thì nếu mà em biết status, cái lúc mà Bom nói chuyện với em qua điện thoại thì là có rất nhiều bạn bè của em xung quanh đang ở đấy và biết rằng là em đang trêu Bom. Vì thế nên là khi mà em post một cái status như thế thì em biết là rất nhiều bạn bè của mình sẽ bảo ủng hộ, và là biết là mình đang trêu rồi. Và khi post lên thì không những nhóm đấy mà có rất nhiều nhóm khác còn đọc được. Thế là mọi người cứ tưởng thật, tưởng là em tỏ tình với bà Long ấy. Wow. Chị nghĩ là em nên về em đổi tên đi Long ạ. Không phải Thủng Long mà em với tên là Thủng Lầy. Về tự từ khóa chị gặp nhau làm được, cho đến khi bắt đầu có chuyện gọi là tỏ tình với nhau thì đó là khoảng bao nhiêu lâu? Phải tầm 6-7 tháng ấy. Wow. Vâng. Đến đúng một cái thời điểm, tức là hai người cái tín hiệu với nhau là đã quá rõ ràng rồi. Tức là biết là rồi thì đúng là bạn ấy đã thích mình rồi và mình cũng có cảm nhận như thế rồi, cũng có thể là
đi chơi nắm tay những thứ rồi chẳng hạn. Bạn ấy hôn, đấy là mối đầu tiên rồi. Thế lúc đấy mới chính thức là xác nhận lời yêu nhau. Cô là thay cho lời tỏ tình luôn. Mọi người đến nhà chơi. Thế là em lại người đến sớm nhất. Mọi người bỏ ông về để sớm nhất. Xong rồi ngồi em cứ bật ngồi em chẳng biết làm gì cả. Thế là lúc sau Long cứ lại tiếp cận nói chuyện với chị. Xong rồi hôn phát. Xong rồi ông này có kiểu này. Hôn phát xong mình bơ luôn. Ông đi luôn là chị. Ông kệ ngồi luôn. Nếu mà có tình vơ thì lúc ấy trong đầu nó cũng đang xảy ra rất là nhiều thứ rồi em này. Chứ không thể nào là không có cảm xúc gì được. Tại vì kiểu... Thế lúc đấy trong đầu em đang có những cái gì? Lúc đấy là mình hẹn bạn bè sang chơi. Thì rõ ràng là tinh thần của mình sẽ có rất đông người rồi. Nhưng mà tự dưng mọi người lại đến muộn quá thì không phải lúc nào mới có cơ hội như này. Đúng không? Là mình phải tìm chộp cái thời cơ thôi. Có thể lúc mình ngồi với căng rất căng thẳng đúng không? Thì chúng ta... Bao nhiêu lâu sau đó mới làm chuyện ấy? 2 năm sau đó. Ôi! Trong quá trình 2 năm đó là vẫn yêu nhau? Bọn em yêu nhau là tầm hơn 1 năm xong chia tay. Xong rồi chia tay 9 tháng. Quay lại rồi thì mới xảy ra chuyện này. Vậy sao lại giữ lâu thế? Tại vì... Đấy là 20 tuổi rồi mà, đủ tuổi rồi mà. Thế ra là bản tính của em ấy là cái thời điểm đấy em... Khi mà em tán tỉnh một bạn nữ nào đấy thì cái mong muốn trước hết của em là mình chinh phục được người ta. Thì cái vấn đề là sau khi mà mình chinh phục được rồi thì cảm xúc của mình đi xuống. Đấy là cái vấn đề. Đấy là cái vấn đề của em. Nên là mình khi mà mình vẫn kết đôi với cả bạn ấy, nhưng mà mình cảm thấy là cũng có tình cảm với nhau, nhưng mà cái mục tiêu lớn hơn của mình, phần cảm xúc là chinh phục người khác, mình đã đạt được rồi. Nên là mình không có nhu cầu lắm về cái việc là mình muốn thỏa mãn một cái nhu cầu về thể xác, nhu cầu gì đấy nữa. Tại vì cái kết nối lớn quá. Và lý do gì dẫn đến vụ chia tay? Thì nói cũng là một kiểu cảm xúc với chị. Bởi vì bọn em chia tay thì từ đấy Long còn trẻ. Long cảm thấy là ở chinh phục rồi thì chắc là đấy đúng không? Thì sẽ muốn, có thể là từ đấy là muốn chơi, muốn quen một bạn khác chẳng hạn. Với cả có một cái yếu tố nữa, đấy là bọn em thì là trong cùng khi đấy cùng nhóm nhảy mà Long thì lại có một cái quy định đưa ra, đấy là không được yêu cùng nhóm. Mà ông lại là trưởng nhóm mới phá luôn. Xong rồi thấy cái việc đấy không nên, thế là hai đứa mới chia tay với nhau, nhưng mà vẫn gặp nhau hàng ngày và vẫn đi nhảy. Thế gặp nhau sau khi chia tay có cảm thấy khó chịu? Tại vì chia tay xong thì em không quen ai cả, bởi vì em không có nhu cầu. Ông này quen phái cô luôn. Quen đi trước mặt em không? Có, trước mặt em thì không có, nhưng mà em biết là có. Trong khoảng thời gian 9 tháng chia tay đúng không? Thì là em có gọi là hẹn hò với một vài cô gái khác. Nhưng có cô nào khiến cho em có cái cảm giác như là em đã có với bom không? Tức là cảm giác mình chinh phục được cái mục tiêu mình đưa ra. Cái cảm giác mà giống với bom thì không có. Nhưng mà cảm giác mà chinh phục được thì có. Tức là nếu mà em ra phân biệt đến theo kiểu là dễ hay khó nhá. Thì là với bom ấy thì là cái chinh phục xong ấy thì là mình cảm thấy là mình nói chung cũng là kiểu tốn nhiều công sức. Nhưng mà mình lại còn được đáp lại nhiều nữa. Còn với những bạn nữ về sau đấy thì thực nói thật ra là kiểu khi mà mình chinh phục mà mình cảm thấy nó hơi dễ dàng dễ quá thì mình cảm thấy nó cũng đấy, thế là không được rồi. Đấy là ý của chị đấy, tức là không bằng đâu đúng không? Suốt 9 tháng đấy chia tay rồi vẫn cứ phải nhìn anh này, mà thậm chí là phải nhìn anh này đi với những cô gái khác, chứ phải là một cô gái khác. Em có bị đau tim không? Thì hỏi chị cũng có ghen đấy chứ, nhưng mà bởi vì lúc đấy là cái cảm xúc muốn nhảy nhiều hơn. Cái cảm xúc muốn nhảy nhiều hơn, muốn được tập nhảy nhiều hơn. Nếu như mà mình kiểu cảm xúc về cái việc mà không muốn tập nhảy nhiều ấy thì em là sẵn sàng em bỏ nhóm luôn. Tại vì rất là khó chịu, tại vì đến xong rồi biết là này có người yêu mới nhưng khó chịu. Nhưng mà xong rồi thôi, đi chơi với bạn bè xong rồi cũng quên luôn cái chuyện đấy. Hôm sau gặp mặt lại khó chịu. Đây chỉ cần gặp mặt thì khó chịu, chứ còn ở nhà đi chơi với bạn bè thì đỡ hơn. Thì ai là người nói lời quay lại? Được. Nhưng mà điều gì khiến em nhận ra rằng là mình đang thiếu một cái thứ gì đó quan trọng đối với mình mà em lại phải tỏ tình lại với cô? Đối với bom thì là bọn em chia tay nhau, nhưng em nói thật luôn là đối với em ý, thì em giống như là cái bà. Tức là em hơi kiểu như là cứ thả cho người ta hy vọng ấy.
giống kiểu gọi là bad boy. Rồi. Bad boy hôm đấy là rất thích cái phong cách kiểu đấy. Nên là mình ok mình chia tay nhưng mà mình vẫn cứ đi học cảm thấy đi ăn hay không hay là nói chuyện với nhau. Nên là như thế thôi. Thì câu chuyện chủ yếu nó vẫn là tại vì em quen những bạn gái khác. Bom thì bom mặc dù chia tay rồi nhưng mà bom cũng không thể nào chấp nhận được cái điều đó. Gặp nhau suốt này và nói thật sự ra là bởi vì do cái cách em thực hiện quá trình chia tay nữa. Là kiểu đò đưa qua lại như này khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu. Đấy thì về sau này thì mình biết là như thế. Thời điểm đấy thì em Long cũng chia tay các bạn khác rồi, tức là không có ai hả. Nhưng mà lúc đấy là có cái cuộc nói chuyện là nói về cảm xúc của đối phương thì em lúc đấy kiểu cảm xúc nó hơi mạnh quá. Em có những gì tức từ trước đấy là rồi hết. Lo lại một cục tức xong em xả hết, xả hết xong rồi hai người nói qua đấy lại thì em tự mình em bảo là thôi em không muốn đi nhảy nữa bởi vì em cảm thấy là gặp anh em không thoải mái. Thế bây giờ em đã dồn hết tất cả những cái kiểu khó chịu đấy em nói xong Long cũng bật lại, hai người qua lại cãi nhau xong rồi ông Long về uống rượu. Ủa thế Long khó chịu gì vậy em? Nói em là thật là em giờ em không nhớ luôn. Em không nhớ luôn thật. Em rất là enjoy mà. Ngày hôm sau thì bố mẹ em mới bảo là tại sao hôm qua mình làm cái gì mà về uống rượu nát ve nát vét xong rồi nằm sấp mặt ngửa ra nhà này. Thì hôm sau đấy mẹ em mới ngồi lại và nói chuyện với em. Thế là em mới nghĩ tại sao mình lại cứ thích chinh phục nhiều bạn nữ như thế và tại sao mình lại cứ kiểu đưa đẩy bom như thế. Mình cũng thấy cái việc đấy nó không nên mà tại sao mình làm. Thì em nghĩ à đấy là bởi vì mình thích cái này. Mình thích nói thẳng là mình thích kiểu hot girl đấy, càng xinh thì càng tốt. Thế nhưng mà em nghĩ là nhưng mà mình cái mục tiêu lớn hơn của mình đấy là mình thích. Thế thì nếu như mà em cứ liên tục tìm gái đẹp như thế thì em có hạnh phúc không? Em tự hỏi em như thế. Em bảo là chắc chắn là không. Bởi vì ngày hôm nay có một bạn hot girl thì sáng ngày mai trên báo nó sẽ có 5 bạn hot girl mới. Thì mình ngày hôm nay mình sẽ lại có cái mong muốn chinh phục các bạn đấy một lần nữa. Thế thì bây giờ mình đi tìm cái khác. Thế bây giờ mình nhìn lại thì trong số tất cả các bạn mà mình đã từng chinh phục như thế thì có với bom thì có một cái đặc điểm duy nhất mà những người khác không có. Đấy là trong quá trình mà hai đứa yêu nhau có những thời điểm và có những cái yếu tố về tính cách và bom thay đổi vì em. Thì tất cả những người còn lại là bạn ấy thay đổi mình. Thì bây giờ mình sẽ phải trả lại điều đó bằng cách là mình thay đổi một cái gì của mình với bom ấy, để xem là tiếp theo nó sẽ đến đâu. Thì đấy là cái điều mà em chưa làm bao giờ. Thì em nghĩ là đấy là cái con đường mới để mình có thể đi tìm được cái hạnh phúc cuối cùng của mình. Đơn giản là như thế thôi. Thì ai ngờ đâu đến lúc mà mình thay đổi thật, mọi thứ lại càng ngày càng trở nên tốt lên. Thì đến sau một thời gian này thì thấy rằng là thì chính là cái sự lựa chọn cuối cùng. Ok, vậy thì sau khi Long đã quyết định là mình sẽ gửi cô này về thì buổi cầu hôn nó diễn ra như thế nào? Nó cũng là một trò cười luôn ạ. Ok, chơi luôn. Nó cũng là một trò cười luôn là vì là Long thì Long cầu hôn em bằng cái đồng hồ. Với cái đồng hồ này luôn không ạ? Không, đồng hồ khác. Thì Long thì Long thích kiểu gì nó đặc biệt một tí bởi vì ở Việt Nam hay là ở trên thế giới mọi người toàn cầu hôn nhẫn. Với Long ấy thì là nói với em là đồng hồ tức là anh sẽ dành toàn bộ thời gian của anh cho em. À, được đấy. Đặc biệt không? Đặc biệt thật, công nhận. Nên là Long mới đặt đồng hồ ở bên Hồng Kông, ở bên một cái hãng thiết kế riêng có cái chữ tên của Long ở trong đồng hồ đấy. Xong rồi hôm đấy thì Long bảo là Long có nốt cho họ đấy là tao dùng cái đồng hồ này để cầu hôn bạn gái nào. Thì lúc đầu cái đồng hồ đấy nó bảo là khoảng tầm 10 ngày như đây thì 3 ngày nó về rồi. Wow. 3 ngày nó chuyển phát về Việt Nam rồi vì là nó bảo là kiểu như mình nốt như thế. Đúng rồi. Người ta chuẩn bị được cái đơn hàng chăm sóc nhà. Hôm mà chuyển phát về thì Long không ở nhà, em đang ở nhà ông chơi thì đơn hàng mới đến, Long bỏ cái số nhận. Sau này em mới không phải hỏi Long là cái này là cái gì hả anh? Long bảo chứ đừng mở ra, khúc của mẹ anh ấy, mở ra mẹ chửi cho. Rồi mình đem đi cầu hôn mà vợ mình lại là người nhận. Lúc ấy sợ ông sợ kiểu mở ra chỉ biết trừ lại cái gì rồi đó. Mà lại có bất ngờ. Thì Long định là giữ cái đồng hồ đấy để cái chuyến đi Thái Lan sắp tới của em và Long thì Long sẽ cầu hôn. Thì bọn em đi Thái Lan thì buổi sáng hôm đấy Long bảo là sáng hôm nay thì hai vợ chồng sẽ đi chơi ở một cái địa điểm rất đẹp và anh đã tìm rồi thì Long dự định cầu hôn em đấy. Thế là sáng ra trời mưa to đó là không đi được. Hai đứa quyết định là thôi ngủ tiếp đi, buồn ngủ quá tại vì tối qua đi chợ đêm chơi lâu quá thì Long ngủ đến trưa mới dậy. Thế là đang ngủ rồi thì Long mới ôm em xong rồi tâm sự kiểu nói là cảm ơn mình bị đá ở cạnh anh rất lâu rồi nói kiểu nói mượn xong rồi khóc. Em bảo chứ em
cái gì vậy, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Long khóc nước mắt từng mũi đàn em này ạ. À, xong rồi em mới trêu, đúng như không nghĩ rằng là Long cầu hôn em, mới trêu ôi anh cầu hôn em à, đây em ngồi đây cho anh cầu hôn em này. Xong Long cụt xuống đấy. Anh thấy bực mình không? Mình đang định cầu hôn cho em. Ơ cầu hôn à? Đâu mà lúc đấy là em cũng chỉ đùa thôi, đùa không biết, không biết là em định cầu hôn mà chỉ trêu thôi. Long cũng nói chuyện, Long thì kiểu hay cợt nhả ấy, Long bảo thôi cưới rồi cầu hôn chi kiểu vậy. Thì em cũng biết thật, em cũng tưởng thật, thì em bảo là ok chuyện đấy không quan trọng, với em thì không quan trọng, đã xác định cưới rồi, lúc đấy xác định cưới nhau rồi thì cũng không để ý lắm. Ai ngờ trêu phát đúng cầu hôn rồi. Xong rồi ông quỳ xuống, ông ấy rút ở dưới gầm giường ra cái đồng hồ để cầu hôn. Thì lúc đấy là em thôi chết rồi, mình lỡ mồm rồi, khóc thôi. Ở đây là lúc đấy em khóc thật luôn đấy hả? Ờ, khóc thật luôn. Thế phải cũng phải cảm động chứ. Không cảm động thì cũng phải cảm động. Không cảm động thôi. Lý do vì sao hai bạn lại quyết định là mình sẽ chọn cái việc là đăng những cái video clip lên mạng xã hội? Bọn em làm nội dung ấy thì là khi mà đã yêu nhau rồi. Nhưng mà sau vì là cái công việc bọn em bận quá, công việc bên ngoài ấy, thì hai vợ chồng lúc đấy là đã yêu nhau, làm cùng nhau, nhưng rồi cũng không làm nữa. Bởi vì tập trung nghĩ rằng là, thì thực ra lúc đấy không nghĩ rằng là có thể kiếm thu nhập hay là mình phát triển được ở cái nền tảng mạng xã hội. Thế là mình sẽ lao vào những công việc khác. Nhưng mà đến một thời điểm bọn em làm fitness, bọn em đi làm fitness là đi dạy lớp đấy chị. Thì dịch là bọn em không đi dạy được, bọn em phải ở nhà. Bọn em ở nhà, bọn em bảo là thế bây giờ ở nhà cũng chán, thế hay là mình cứ thử đăng lên nền tảng TikTok. Rồi nếu như mà được ủng hộ thì tốt quá, còn nếu không được thì coi như là cái một cái trải nghiệm của mình xem thử. Thế là đăng thử khoảng tầm 1-2 clip thì thấy mọi người phản ứng cũng tốt, thế là đó là cái đà để bọn em đăng thêm, đăng thêm, đăng thêm được rồi. Cảm xúc của bọn em khi mà bọn em bắt đầu gọi là nổi tiếng và gọi là một người bắt đầu biết đến gia đình của mình thì cảm xúc của mình em như thế nào? Lúc đầu chắc là sướng, cũng vui, nhưng mà nó cũng sẽ là một cái áp lực để bọn em luôn luôn nghĩ là phải cố gắng làm tốt hơn. Và bây giờ mình sẽ đến một phần rất là quan trọng của chương trình, và đó là bộc phút. Thật xấu với nhau. Bắt đầu từ phía nhìn mặt Long thì biết là có nhiều cái muốn nói nữa. Em còn chưa nghĩ ra đấy. Bom có cái cách biểu lộ cảm xúc nó hơi dễ bị kích động. Tức là khi nào mà cái trong một cái cuộc tranh luận thì cái cảm xúc tiêu cực của Bom đến nó sẽ nhanh hơn bình thường. Đó, đấy là cái yếu tố số 1. Thứ 2. Cái thứ hai này thì em nghĩ là nó không hẳn là xấu, là do em cảm thấy không thích cái tình đấy thôi. Đấy là ưu tiên việc nghỉ ngơi trước việc dọn dẹp. À ok. Đấy là với em thôi. Đó. Thế là Bom. Sang Bom nào. Em thấy tính xấu quá. Nói nhiều từ cái việc là một vấn đề mà Long nói bị dài quá, nhiều khi em bị mệt khi mà nghe Long nói. Thứ hai giống ai đó? Giống ai đó? Giống anh chứ giống ai? Thì đang nói đấy. Thứ hai là họ cũng tính này là vừa là tính tốt lại vừa là tính xấu, là cầu toàn quá. Từ việc công cuộc sống này đến sản phẩm đưa ra, kể cả sản phẩm mà TikTok bọn em làm đây thôi, rất là cầu toàn và rất là kỹ từng tí một. Mà chính mình nhiều khi như thế nên là bị chậm deadline. Nên là nhiều khi là hôm nay bọn em là phải up clip rồi, nhưng mà nó có một chi tiết bé thôi, có thể là người xem người ta không để ý đâu, nhưng mà ông ấy rất là kỹ, là không được, anh phải giải quyết cái yếu tố này, cái chi tiết này, nên là nó bị chậm. Nó chậm có thể là ngày hôm đấy không làm cái gì cả. Này, nhưng mà chị nghĩ là cần phải có cái tính đấy của Long mới có thể tạo nên được thành công như bây giờ, đúng không? Có bây giờ mình có thể thả lỏng hơn được một chút. Đúng rồi. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần mà khán giả luôn luôn chờ mong, và đó là phần trách nhiệm trả lời những câu hỏi vô cùng khó trả lời. Tôi từng không thích người yêu cũ của đối phương. Wow, thế là người yêu cũ của chồng em là em không thích? Không, chỉ có anh tôi từng không thích. À, đúng từng. Và một, đúng rồi. Anh thì anh chưa gặp bao giờ, không biết rồi. Em thì không phải là không thích hết, mà là chỉ có một số điểm thôi.
cũng biết đây mấy năm rồi, là lúc mà em chuẩn bị cưới thì cái bạn người yêu cũng với bạn có nhắn tin cho Lăng email. À, vâng, nhưng mà nhắn tin trước. Sau khi mà quay lại với nhau thì em không có cái thói quen là kiểm tra điện thoại hay là bất cứ một cái gì cả. Và cái việc mà bạn ấy có gửi email cho Long, là Long kể với em thì em mới biết, chứ em cũng không hề biết chuyện đấy xảy ra. Xong rồi bạn ấy có nhắn tin cho Long là kể về cái chuyện ngày xưa yêu nhau thế nào, xong rồi luyến tiếc thế nào về cái chuyện quá khứ, bởi vì ngày xưa bạn ấy với Long yêu nhau là bạn ấy du học. Và hai bạn Long và bạn ấy là chia tay theo kiểu là không ai nói với Long câu gì cả. Và dần dần thì em xa cách nhau, và tự nhiên là hiểu rằng là chia tay đối phương rồi đấy. Thì em nghĩ lúc mà em đọc cái mail đấy thì em nghĩ rằng là bạn ấy còn vương vấn và còn cái gì đấy là luyến tiếc về quá khứ ấy. Long thì Long không trả lời vì Long nghĩ rằng là không muốn em lo nghĩ đó. Nhưng mà em nói với Long là thôi thì anh nên trả lời bạn ấy đi, vì ít nhiều gì mình cũng đã qua rồi, mình lịch sự mình trả lời để gỡ cái khúc mắc ở trong lòng bạn ấy ra. Và chính bản thân anh cũng thế, cho nhau cơ hội để thoải mái, vì lỡ như sau này có gặp nhau trên đường còn chào nhau được, chứ bây giờ hai người còn khúc mắc thì làm sao mà chào nhau câu gì được. Xa thế. Vâng. Wow. Đấy là em nói thế thì Long mới mail lại. Mail lại thì cũng nói chuyện rất là thẳng thắn với nhau. Thì từ đấy không có chuyện là nhắn tin hay là mail hay gì cả. Wow. Cái cô bé này rất khôn. Đúng rồi. Rất khôn. Đúng rồi. Ok, câu hỏi thứ hai này. Tôi là người có máu lăng nhăng hơn. Thôi phút này, phút này bóc rồi, Cũng rõ ràng. Câu thứ ba, tôi từng bực đến mức mà muốn đánh đối phương. Có. Có. Bởi vì với phía em thấy có thể hiểu được. Bởi vì ông này thì rất là lệ. Rất là lệ ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau rồi đã muốn đánh chết rồi. Đánh rồi đó. Còn với em thì sao? Không, phía em thì tại vì kiểu bom là dễ bị tiêu cực ấy, dễ cáu. Nên là ví dụ như kiểu khi mà đã cãi nhau ọt của tỏi rồi thì không nói. Thì cái lúc ấy có thể là với em là dễ giải quyết. Nhưng mà cái thời điểm mà mới bùng phát ấy, mà chưa gì đã cáu bùng lên là em tức cực kỳ luôn. Thế nên em mới cảm thấy rằng là kiểu nó chẳng có một cái việc gì nó lại phải đến cái mức như thế cả. Mà cũng may là bây giờ thì ít rồi, không đến mức như thế nữa. Tôi thấy đối phương không còn phong độ trong chuyện ấy như trước nữa. À không, không, mình nhầm. Và tức là vẫn giữ phong độ. Từ ra là mới cưới về UL đã yêu nhau. Đang càng ngày càng đi lên. Được, bởi vì càng ngày càng hiểu nhau đúng không? Càng ngày càng thử cái kỹ năng mới đúng không? Đúng rồi, anh chuẩn học Chị rất là muốn biết bí quyết gì hai bạn đã quen nhau được 8 năm rồi, yêu được 6 năm rồi, đúng không? Thì bí quyết gì để giữ được ngọn lửa lâu dài như vậy? Về cưới nhau ấy thì bọn em nói chuyện với nhau, cái thỏa thuận cái việc cãi nhau là em chia sẻ với anh chị. Cái thứ hai là bọn em có thỏa thuận thêm với nhau, đấy là dù trong bất cứ trường hợp nào, cãi nhau hay giận nhau đến thế nào, không bao giờ được ngủ riêng. Tiếp theo ấy là bọn em luôn nói chuyện với nhau, đấy là và cái thói quen bọn em là luôn nói lời yêu này, cảm ơn và xin lỗi. Phía em thì em không bao giờ có suy nghĩ là em là phụ nữ em phải đúng. Em không bao giờ như thế. Em sai thì là em sẽ luôn xin lỗi. Thấy bạn ấy làm tốt cho em thì em vẫn cảm ơn. Nói yêu nhau thì bọn em nói yêu nhau mỗi ngày rồi. Sáng đến tối nói. Và đấy là cái thói quen chứ không phải là cố gắng. Long thì ví dụ như là em nấu ăn cho Long, và ngày nào em nấu. Nhưng mà Long lúc nào cũng cảm ơn vợ vì nấu ăn cho anh. Đó, đấy là tình cảm lúc nào cũng như lúc mới yêu ấy. Đáng yêu quá. Thật ra những bí quyết rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ hữu ích. Chính xác. Cho bất cứ cặp đôi nào. Bây giờ hai người đang ở đây. Vâng. Cindy đang muốn hai người dành 2 phút và nói những lời chân thật với nhau. Thì em chỉ nói là em cảm ơn chồng vì luôn ở cạnh em, làm cho em tốt hơn, làm cho em luôn cảm thấy đỡ tiêu cực hơn. cảm thấy mình cao cả. Hơi xúc động đi. Tôi chào nước mắt rồi. Ngày xưa ấy, lúc mà anh chia sẻ cả anh chị đúng không, là anh thích 30 tuổi với phải có nhà lầu xe hơi với vợ đúng không? Thì bởi vì lúc đấy anh nghĩ là đấy là cái mục tiêu của hạnh phúc, là phải có những cái thứ đấy, cưới vợ thì nó mới vui. Nhưng mà sau này thì anh thấy là mình không nhất thiết phải có những cái đấy thì mình mới vui được. Cái việc mà nhà cửa xe hơi nó giống như kiểu là bây giờ.
hai đứa chúng mình cậu mới bắt đầu có những bước đi đầu tiên trong cái việc sự nghiệp, đúng không? Kiếm cái mức thu nhập tốt hơn. Thì anh cũng luôn luôn nghĩ rằng là ấy, cái việc mà mình kiếm thu nhập có nhiều hơn hay ít hơn như nào ấy, thì cái việc này nó chỉ làm cho cuộc sống của mình càng ngày càng vui lên thôi, chứ nó không giúp cho mình đạt được mục tiêu cuối cùng hạnh phúc. Là anh cảm thấy rất là vui rồi, bởi vì là có vợ, có hạnh phúc hàng ngày, có ăn uống với nhau, đi xem phim với nhau, vui vẻ với nhau, thì đấy là cái món quà mà kiểu hàng trăm triệu người ngoài kia người ta giàu có và người ta còn không có. Mình đã có rồi nên anh cảm thấy quá là sung sướng luôn, cũng không có gì phải thân là đấy. Em cảm giác như kiểu mình được nhắc nhở rằng là cái mục tiêu hạnh phúc đôi khi mình hơi bị gọi là lệch sóng một tí, mình hơi bị lan man và mình đặt trọng tâm nhầm chỗ. Thì cảm ơn Long và Bom Ren đã nhắc lại cho anh chị. Nó rất là vô giá, nó rất là vô giá. Chị cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn chị. Và chúng mình sẽ gặp nhau vào số tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.